Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình giá rẻ Lang Tu, một dòng xe đạp khung nhôm và được sử dụng bộ group chuyển động là Shimano Tourlay, đang có giá bán chỉ có là 4.300.000, một cái mức giá rất là rẻ cho các bác mà đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe đạp để đi thể dục, rèn luyện sức khỏe hàng ngày, rất là hợp lý và cực kỳ đẹp, màu cà phê và phối với cả một chút vàng đất, khung nhôm rất là chắc chắn, nước sơn nguyên bản toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nước sơn màu cà phê rất là đẹp, sơn tĩnh điện. Thiết kế hộp vuông rất là chắc chắn. Tổng thể xe thì còn rất là mới các bác nhé, chỉ có là do đã qua quá trình sử dụng và là vận chuyển từ nước ngoài, từ bên nước ngoài về nên là nó xuất hiện những cái vết xước. Vết xước như này không thể tránh khỏi, chỉ có một chỗ như này thôi, còn toàn bộ xe những cái chỗ khác là nó còn rất là mới, khung với các thứ rất là mới, màu còn rất là đẹp tươi. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Tourlay, đề sau Tourlay, đề này nó cũng khá là đời mới, cũng khá là mới Tourlay. Với đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng lip, 7 tầng lip và đây là 3, hướng với cả là 24 tốc độ, hạt đĩa là MX7. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì được trang bị bộ đây là tay phanh cơ và tay bấm của Shimano, 4.3 triệu mà có những cái đồ Shimano như này rất là ngon. 7 speed, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc nguyên zin hết các bạn. Đây phanh đĩa, các bác đang tìm mua một chiếc xe đạp giá rẻ để rèn luyện sức khỏe thì cái chiếc này rất là hợp lý, và giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 55, thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 72-73, 1m75 đi cũng vừa. Chuyển động rất mượt mà, lên xuống cực kỳ nhẹ nhàng. Chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 4.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.